Năm 2023, Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành 2 cuộc kiểm tra giám sát về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực đối với 24 tổ chức đảng và 33 đảng viên, chỉ đạo các cấp ủy tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung thanh tra, kiểm tra, giám sát trong một số lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tham nhũng tiêu cực, vi phạm pháp luật. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy và thanh tra tỉnh đã kết thúc và ban hành kết luận cuộc thanh tra, kết luận cuộc kiểm tra dấu hiệu vi phạm liên quan đến các dự án gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái AIC thực hiện. Năm 2023, các cấp ủy, chi bộ và ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 17 tổ chức đảng và 457 đảng viên, trong đó có 33 đảng viên bị phạt tù. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự hỗ trợ tích cực của nhân dân, tình hình tham nhũng tiêu cực tiếp tục có chiều hướng chuyển biến tích cực. Kỷ cương pháp luật, kỷ luật đảng được tăng cường, nhận thức trách nhiệm và hành động của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, địa phương trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, thực thi chức trách nhiệm vụ và chấp hành pháp luật được nâng cao. Công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục có phần quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng bộ và hệ thống chính trị của tỉnh trong sạch vững mạnh, tạo môi trường thuận lợi, hỗ trợ thu hút đầu tư và phát triển kinh tế xã hội bền vững của tỉnh Hưng Yên.